Xin chào anh em, hôm nay mấy anh em lại tiếp tục đào rúi. Ở đây là một ổ rồi, lúc nữa chắc là đi đến nơi. Đây, rất là sâu. Còn một ổ nữa bên kia nhưng mà chưa lấy con này trước thì tính con kia sau. Bấm đèn vào đi. Bấm đèn vào đi. Đấy, đây là đường đấy các bạn ạ. Đây là ra rồi. Bấm đèn. Đây. Con này chắc còn được ấy. Dài lắm. To chưa? Đây. Đấy, lấy được rồi. Đây dạ. Ông anh có kiểu lấy vẻ ác thất số vật. Ra ngoài. Đấy. Chó kìa. Ui. Đấy. Chó. Mực. Ra ngoài. Mực. Ra. Mất. Mực. Mày à. Con được. Được à? Mực. Chó này. Mực. Xem chó nhá. Xem chó này. Được rồi. Hít. Mẹ. Được một con rồi anh em nhé. Con này chắc hơn 2 cân. Hơn 2 cân. Rất là to. Ôi. Mó công anh em cao mũi. Mó công anh em một buổi mới được bằng con này. Đấy. Giá trị nó không là bao nhưng mà đam mê lắm anh em ạ. Quá đam mê. Rồi, nghỉ xong ăn cơm xong rồi tí làm tiếp. Sao vào túi đi. Cho túi đi. Này, ăn mực nhá. Cho một ít đất vào. Đất bụi bụi vào nó mát. Rồi. Cái này phải được, cho nhé. Cái màu cây vào. Để nó thở. Tại vì nó có mày. Tại vì nó có sẵn. Có sẵn. Anh em lại tiếp tục buổi chiều nhé. Lại thêm một con nữa ở đây nhé. Đào xuyên từ bên kia sang lối bên này. Từ bên này sang bên này. Đấy. Đó, hầm ếch đấy các bạn ạ. Anh Toàn bảo gì? Hỏi được không? Bảo muốn năm con, bảo thế cho ông mẫu. Oh!
đây là mọi người lại được rồi này. Đấy. Làm đi làm về được nó này. À, cho ra đi. Đây. Hay à. Pha này từ đây đi mày. Đuổi tút trong kia. Đuổi liên tục. Đuổi nhanh à. Con này tầm cân rưỡi. Ừ, con này bé hơn con nãy. Tầm cân rưỡi. Mẹ kinh khủng. Khụt khụt cơ mà. Được cái cái. Cũng cái à? Đấy. Như kiểu từ lâu ấy nhỉ, cái con nhắn lắm. Mấy con sứ hay sao ấy, em đã bóp rồi. Không còn. Úi xời, răng nó cọc 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 này. Ấy. Ấy. Úi dồi ôi, bùi răng kìa. Bạn nghe thấy tiếng cạch 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 không?